Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Chung Còi Apple TV. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Thì đây, hôm nay mình lại vẫn còn một ít 11 thay màn này, XS Max thay màn này anh em nhé. Hay là X Zin đẹp này, XS có, 11 có, nói chung là Zin cũng có, thay màn cũng có. Để làm gì ạ? Để mình đáp ứng gọi là mọi nhu cầu của anh em luôn. Tại vì có những anh em mà muốn dùng đời cao nhưng mà có nghĩa là kinh phí chưa đủ để mua những cái con màn Zin thì mình sẽ thay màn nhé. Thì mình sẽ bán những cái loại máy thay màn này cho anh em. Nhưng còn lại là mình bao Zin hết nhé. Ví dụ như là main chắc chắn là mình sẽ bao Zin chọn đời máy cho anh em luôn. Thì hôm nay đây mình lại có số kèo lên cho tất cả anh em nhé. À, trước khi lên video này nhé, thì mình có một vấn đề này xin nhắc lại mọi người rằng là bên mình vẫn có hình thức mua hàng nhé, đúng không? Mọi người mua hàng bên mình rồi mọi người biết đúng không? Hình thức thứ nhất là mọi người cọc cho mình thì bên mình sẽ gửi đơn gửi hàng cho tất cả mọi người. Đấy, và ví dụ như nhá, ví dụ như mà là hàng mà mọi người cọc cho mình nhá. Đấy, ví dụ hôm nay cọc này, nhưng mà hàng ví dụ mai mà chưa đi nhá, ví dụ ngày mai mà mình chưa cái lúc mà trước lúc hàng mình gửi đi cho mọi người ấy, mà mọi người muốn không lấy hàng nữa hoặc là không muốn mua nữa, mọi người nhắn tin cho mình luôn nhá, hoặc gọi điện cho mình nhá, mình sẽ trả mọi người cọc luôn. Đấy là đối với những trường hợp là hàng chưa đi anh em nhá, mình chưa gửi hàng đi nhá. Nhưng nếu mà những cái trường hợp mà ví dụ như là mình đã gửi đi rồi mà mọi người tự ý không lấy hàng thì mọi người sẽ mất cọc nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng bên mình là gửi hàng điện tử, điện thoại giá trị cao nên là nó mất tiền phí cước này, cộng với phí vận chuyển này. Đấy, mới tiền bảo hiểm hàng hóa anh em nhá. Nên là mọi người đến lúc đến rồi mọi người không nhận là mọi người sẽ mất cọc ấy. Giống như hôm nay nhá. Được, hôm nay thì được rồi. Tí nếu mà mình like thì mình sẽ nói chuyện kỹ hơn cho mọi người. Mình có một cái đơn hàng của chị này nhá, là chị ấy đặt, mình đã hỏi đi hỏi lại là chị có lấy không. Đấy là mình còn gửi đi gửi lại, chị còn hỏi là nếu mà chị không thích thì có được hoàn hàng không. Không thích mà máy có vấn đề có được hoàn hàng không, thì mình báo là nếu mà máy có vấn đề bên mình sẽ hoàn hàng lại cho mình và bên mình sẽ trả lại cọc chị ấy. Nhưng mà đến mình có nói rõ là nếu mà hàng không vấn đề gì mà chị tự ý bỏ không lấy hàng thì chị sẽ mất cọc. Rõ ràng chị đây còn live team. Đến lúc hôm nay nhận hàng lại bảo là chị bảo không gửi nữa. Sao lại bảo là mình bán máy tàu máy đều. Thực sự mọi người nhá, trước khi bán hàng cho mọi người ai cũng như vậy, mình đều gửi máy cộng tình trạng cộng chi tiết máy cho mọi người. Ok chưa? Để làm gì? Để mọi người kiểm tra nhá, chứ không phải là để mọi người kiểm tra. Mình còn khuyến khích mọi người kiểm tra hàng cơ, không đúng máy nhá, không đúng với tình trạng mình gửi cho mọi người nhá. Mọi người cứ hoàn hàng về cho mình không mất cọc luôn. Mọi người ok chưa? Nhưng mà đây nhá, chị ấy không cọc, à không xem hàng luôn, nhưng mà lại bảo là đòi cọc. Nhưng thực sự mà nói chung là thôi thì rồi, cái chuyện mình bỏ qua đi. Nói chung là bây giờ là mình lên cho anh em đây, lên luôn cho anh em nhá, một con iPhone XS Max anh em nhá. Tí nữa cái câu chuyện kia mình sẽ nói lại cho mọi người. Thực sự hôm nay mình cực kỳ bực luôn, tự nhiên mình không làm gì nhá mà lôi mình ra chửi, gọi là không còn cái gì luôn, bảo là lừa đảo này nọ. Thực sự mình lừa đảo cái gì mọi người? Mình lừa đảo mọi người cái gì ạ? Không cọc, không nhận hàng thì mất cọc, đây là chuyện bình thường đúng không? Mà trước khi gửi hàng mình còn hỏi lại chị đấy là có lấy hàng không, có gửi hàng không. Chị bảo có gửi hàng thì mình mới gửi nhá, mà lại đến lúc nhận hàng không nhận lại còn bảo mình là lừa đảo này nọ. Thực sự là quá bực luôn. Thôi hôm nay nhá, mình lên cho anh em một con đây, iPhone XS Max anh em nhá. Con này máy quốc tế em ok chưa? Con này thay màn đấy, thay màn mà màn nó lại còn bị phản quang này, nó mới đen. Nói chung là thực sự dùng ngon, không vấn đề gì anh em nhá. Cảm ơn ngon đấy. iPhone XS Max nhá, quốc tế full chức năng 64GB nhá. Con này thanh màn nhá, cam nét. Đấy, cam nét, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Lắp SIM nha, gọi là lắp SIM và sử dụng như bình thường thôi. Con này mỗi thanh màn thôi. Với lại đây, đấy. Pin thì nó không báo pin thôi, nó không hiện pin phần trăm pin thôi. Đây nó báo pin như này. Nó báo pin không xác định này, và cái màn lô nhá. Gọi là mình báo mình cứ cho luôn là màn lô đi nhá. Cảm ơn ngon luôn. Đấy, nó bị phản quang như này. Để luôn cho mọi người giá là bao nhiêu ạ? 3.8 triệu. Vẫn tặng kèm phụ kiện nhá. XS Max 3.8 triệu vẫn là kèm phụ kiện. Mà không thì để cho mọi người nếu anh em không lấy phụ kiện thì mình trừ tiền phụ kiện cho anh em luôn nhá. 3.8 triệu iPhone XS Max. Đây, ngon chưa? Cảm ơn ngon chưa? Anh em dùng thay 8 phần lướt thì quá ngon luôn đúng không? Đấy, dùng thay 8 phần lướt thì quá ngon luôn. iPhone XS Max màn to pin khỏe cho anh em đây. Đấy, thực sự con này nó không được đẹp đâu, mình báo luôn cho anh em. 3.8 triệu vẫn tặng kèm phụ kiện sạc ốp lưng cường lực cho anh em nhá. XS Max 3.8 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 256GB. Con này bản 64 nhá, con này bản 64 thôi anh em nhá. Đây, XS Max bản 256GB đây. Máy này máy hỗ trợ hai SIM vật lý luôn anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng lại còn bản 256 luôn. Con này cũng là XS Max thay màn, mọi người ok chưa? XS Max con này cũng thay màn. Con này mình để cho người ra 4.2 triệu nhá. Bởi vì sao? Bởi vì con này là bản 256GB cơ. Mà đây. Đấy, mỗi pin thì là nó báo pin dịch vụ thôi.
chứ không nó không báo pin như bên kia. Đấy mà con này bán 256GB nhá. Pin 77 này, máy quốc tế full chức năng full Face ID này. Miễn zin đét nhá. Mình bao miễn zin trọn đời cho anh em luôn. Con này bán 256GB. Hỗ trợ hai sim vật lý rồi anh em nhá. Con này bán con này có hỗ trợ bán hai sim vật lý đấy. Con này đi cho người giá 4,2 triệu. XMAX 256 chứ không phải 64 đâu ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XMAX zin đây. Miễn zin màn zin đây, máy quốc tế full chức năng 64GB em nhá, pin 84%, hình thức vàng đẹp luôn. Đấy, hình thức vàng đẹp, máy đẹp. Đấy, hình thức ok, người ok chưa? Hình thức ok, máy đẹp này. Con này pin 84%. Máy quốc tế full chức năng không rõ làm gì anh em nhá. Con này mình xem nó là bản gì. Mình để cho mọi người con này hôm nay với giá cực kỳ ok luôn. Đây, XMAX LLA máy Mỹ luôn anh em nhá. Máy Mỹ luôn, pin 84%, 5.900.000 đồng nhá. XMAX 64GB 5.900.000, màn to pin châu cho anh em đây. Máy quốc tế full chức năng bảo hành 3 tháng, 5.900.000 đồng cho tất cả mọi người. Tất cả những máy bên mình gắn ra đều bảo hành cho người 3 tháng. Riêng bên bảo hành min zin chọn đời máy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng 64GB, pin 86. Đấy, con này thì mình báo luôn là full chức năng, full fake, à full vân tay nhá, quên lại fake đi. Con này là bản 64GB anh em ạ. Pin con này pin zin 86%. Hình thức ok. Đấy, con này mình báo luôn cho anh em là cái con này hôm trước mình lên cho anh em đúng không? Đấy là trong cái cáp loa trên này nó bé, cực kỳ bé luôn. Mình vệ sinh các kiểu, mình tháo ra mình vệ sinh loa các kiểu rồi nhưng không được anh em. Nó là nó do cái cáp nên là mình đã thay cáp cam trước, thay cáp loa trước này của nó. Mình đã thay cáp loa trước thì bây giờ nó nghe gọi to ok hết nhưng nó chỉ không có chú tôn thôi. Nhưng nó là màn zin anh em nhá. Đấy mọi người, chứ không phải là cứ không chú tôn là màn lô đâu, không có đâu anh em ạ. À, con này mình thay cái cáp loa trước của nó này thì bây giờ mình thay rồi thì bây giờ loa nghe gọi cực kỳ ngon, cực kỳ trong luôn. Đấy, pin thì pin 86, pin zin theo máy, hình thức đẹp luôn. Con này mình để cho người ra là 3 triệu nhá. Rẻ được tầm 300.000 so với những máy bình thường. Mỗi chú tôn, thực sự cái chú tôn cái dòng 8B này nhiều anh em không thèm cần đến luôn anh em ạ. 3 triệu cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 6 bao nhiêu này, 128GB màu xanh. Máy quốc tế full chức năng, hôm nay mình bán được hôm qua lên video đúng không? Bán được 5 con cũng dòng này. Đấy, thực sự là mỗi một mã này mình, mỗi một màu này mình có tầm gần chục con cơ. Đấy hôm nay thì bây giờ mình còn đây, vẫn còn đây. iPhone 11 anh em nhá. Con này mình báo luôn là bản 128GB, máy quốc tế full chức năng thay màn rồi anh em nhá. 4.500.000 đồng cho tất cả anh em luôn. Đấy, thay màn GX anh ok chưa? Riêng 11 này mình thay màn GXS anh em nhá. Riêng 11 này thì nó không có những cái mã màn kia nên mình thay màn GX cho anh em nhá. Cảm ơn ok hết này. iPhone 11 thường, màn GX, máy quốc tế full chức năng 128GB, không phải 64 đâu. 128GB 1.5 triệu một con nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con này nữa. À 4.5 triệu một con, sorry anh em, 4.5 triệu một con nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 11 nữa, 128GB cũng 128GB. Hai con này cũng đều thay màn GX rồi anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Hai con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu? iPhone 11 128GB, một đen một đỏ này cũng 4.5 triệu. Đấy, cả xanh luôn nhá. Ba con này là iPhone 11 quốc tế. Em ok chưa? Bản 128GB, máy quốc tế full chức năng full Face ID. Main zin màn GX anh em nhá, full chức năng không lỗi lầm gì. Main zin đét. Đấy, 4.500.000 một em. Đấy, 4.500 một em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus 64GB, pin 100%. Máy quốc tế full chức năng, con này đẹp luôn. Vân tay vân chân đầy đủ nhá. iPhone 8 Plus màu đen, máy quốc tế full chức năng, pin 100. Pin 100%, con này máy Mỹ nhá. LLA này, LLA máy Mỹ này. Đây. Con này LLA là máy Mỹ nhá, để cho người giá là 3.300.000 đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro, bản 256GB, pin 86%, máy quốc tế full chức năng, main zin màn zin. Con này mình báo luôn là vỏ xấu nhá. Đấy, vỏ xấu này. Vỏ phế phế, không phải xấu đây, mình quay chi tiết cho anh em đây, vỏ phế. Đấy. Xấu thì nó hơi quá đúng không? Nói chung con này vỏ phế này. Đấy, cam thì vẫn nét hết nhá. Đấy, cam thì vẫn nét hết, cam chụp đẹp hết cho tất cả anh em đây. Cam nét căng đây, không lỗi làm gì. 1x2 nét căng nhá. Con này bán 256GB em nhá. Máy quốc tế full chức năng nhá. Mình để rẻ luôn cho anh em bởi vì con này thực sự là vỏ này phải phẩy. Đấy. Mình để luôn cho anh em giá là 8.500.000 đồng. 12 Pro 256GB 8.500.000 đồng. Mọi người ok chưa? 8.500.000 đồng 12 Pro nhá. 256GB pin 86%. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max 64GB. Con này mình báo luôn là báo màn, đã thay màn rồi nhá. Đấy, đã thay màn này. Con này sim thì mình vừa mới test xong, mình vẫn để ngoài kia, chưa kịp lắp anh em ạ. Quên, vội vào quay video sợ cho anh em muộn, quên không kịp lắp sim. Đấy, con này mình để cho mọi người với giá là hôm nay để luôn cho anh em nhá. Mỗi hôm bán cho anh em 6.4 triệu đúng không? Hôm nay để cho mọi người với giá là 6.250.000. 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, 6.250.000 anh em nhá. 11 Max này, đây, để cho mọi người với giá là bao nhiêu đây?
11 Max anh em nhá, 6.250.000, máy quốc tế full chức năng 64GB. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này pin zin thì kém rồi nhá, pin zin kém còn có 76-77% thôi. Đấy, máy quốc tế full chức năng. Con này mình để cho mọi người máy Nhật nhá, để cho mọi người giá là số này thì cho mọi người giá 6.900.000 thôi. 11 Pro 256GB, 6.900.000 đồng này. À đây. Đây anh em nhá, Samsung S8. Con này mình báo luôn là hôm nay mình mua được của ông Khứa. Đấy, mua được của ông khách nhá. Samsung S8 này, chả biết bán cho mọi người bao nhiêu nhỉ. Con này mình cắm là con này hỏng màn rồi nhá. Con này hỏng màn rồi, để cho mọi người 200. Con này mỗi hỏng màn thôi. Còn mình cam kết là zin cho anh em. Đấy, con này hôm nay mình tháo ra cho anh em rồi. Đấy, cam kết zin luôn. Samsung S8. Đấy, màn cong luôn, 200. Anh em về lấy đồ lấy, mà anh em về mua màn lô tự thay gì thì tự thay anh em nhá. Samsung S8 200 thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 64GB 100%, máy quốc tế full chức năng, không lỗi làm gì, main zin màn zin nhá. Con này bởi sao mình bán cho người giá là 3.800.000 này, pin 100 không lỗi làm gì, máy quốc tế nhá. Đây nó bị sứt một tí trên cái góc màn này anh em nhá, trước bán cho khách rồi đây. Hôm nay lại thu lại đây. Sứt một tí, thực sự mình dám cường lực mọi người không nhìn thấy luôn. Không ảnh hưởng gì đến màn luôn, màn đẹp kem, không một vết xước nhá. 3.800.000 đồng, X có 64GB, pin 100%. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 64GB, pin 88%. Con này zin full zin app luôn anh em nhá. Zin full zin app, anh em ok chưa? Zin full zin app 4.100.000 á, 4.100.000 thôi. Để cho mọi người với giá là 4.050.000 anh em nhá. 4.050.000, iPhone X quốc tế full chức năng 64GB, hàng zin app pin 88 nhá. Đây này, pin ấn vào đây này. Đấy, 88% này anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng, full face ID, hình thức đẹp 99 chạm keng luôn. iPhone X quốc tế full chức năng, zin app 4.050.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 64GB, máy quốc tế, pin 98%. Con này cũng nguyên zin màn zin nhá anh em nhá, cũng đẹp keng luôn. Con này mình báo luôn cho mọi người là thay pin mới rồi, pin 98, cũng để cho người giá là 4.050.000. Hai con này bằng nhau nhá, hai con X này bằng nhau này. Đấy, hai con X đẹp như thế này, đẹp keng luôn, 4.050.000. Anh em đã có tai thỏa dùng rồi, quá ngon luôn. Bảo hành cho anh em như nào ạ? Min zin màn zin. Đấy, con pin 98 là đã thay pin, còn con pin 88 là pin zin nhá. Con đấy hiện tại là mình thấy nó còn áp đấy. Anh em ạ, một cái cũng đã còn áp đấy anh em nhá. 4.050.000 một em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro bản 256GB. Con này mình báo luôn cho anh em là máy quốc tế full chức năng 256 nhá. 256GB luôn nhá. Nhưng con này mình báo luôn cho anh em là vỏ nó hơi xấu, vỏ nó màu vàng nên nó hơi phẩy. Đấy, pin thì pin kém, pin dịch vụ rồi. Để cho người giá là 6.500.000 nhá. iPhone 11 Pro này, vỏ hơi phẩy nhá, vàng vàng hơi phẩy này nhá. Đấy, 6.500.000 đồng cho tất cả anh em nhá. 11 Pro 256 quốc tế. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 10 gọi là XS Max đấy, XS Max 256GB, pin 89% em nhá. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID, hình thức ok, màn đẹp luôn. Pin thì pin zin 89 nhá. Để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 6.800.000 này. iPhone XS Max này, máy quốc tế này, full chức năng này, bản 256GB em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Mọi người ok chưa? Full chức năng không lỗi lầm gì. Đấy, pin 89%, pin zin theo máy luôn. Con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 6.800.000 đồng cho tất cả anh em nhá. XS Max bản 256GB, 6.800.000, quá ngon đúng không? Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin zin 90% anh em nhá. iPhone XS Max máy quốc tế full chức năng, pin 90%, pin zin theo máy nhá. Màu đen cực kỳ đẹp luôn. Con này mình để cho mọi người với giá là đây, hình thức ok này, hình thức đẹp luôn anh em nhá. Để cho mọi người với giá là bằng con Gold được không? 5.900.000 nhá. 5.900.000 đồng XS Max 64GB, pin 90%, pin zin theo máy luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone gì đây ạ? 13 Pro Max anh em nhá. Bản này là bản 128GB, màn con này được hiển thị 120Hz. Ui giời ơi, thực sự anh em cảm ứng gọi là ui. Thực sự là quá ngon luôn anh em nhá. Riêng là dòng là 13 Max này hiển thị quá ngon luôn. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID, bản 128GB, pin zin 88% mọi người nhá. Pin zin 88% cực kỳ mượt luôn. Đấy, anh em nhìn này còn có 5-6% pin nhưng cực kỳ mượt luôn anh em nhá. Pin zin 88 này. 14.800.000 đồng cho tất cả anh em nhá. Màn đẹp luôn anh em nhá. Viền ok. 14.800.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB, bán nốt cho anh em nhá. 11 Pro 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%, 6.400.000, pin thay mới rồi nhá. Máy quốc tế full chức năng, máy Hàn Quốc, pin 100%. Không lỗi lầm gì, bản 64GB anh em nhá, 6.400.000 đồng cho tất cả anh em.
Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, màn đẹp, máy quốc tế full chức năng 64GB anh em nhé. Con này mình để cho người ra 6,5 triệu. Vì pin pin zin bọn này thì kém rồi anh em nhé, 12 thường thì đa số pin kém hết. iPhone 12 máy quốc tế full chức năng, pin zin dưới 80%. Đấy, con này mình để cho mọi người giá 6,500,000 đồng này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max. Bản này là bản ui hình thức đẹp luôn. Bản này là bản bao nhiêu ghi ạ? 128GB đúng không nhỉ? Mọi người để em chút nhé. iPhone 12 Pro Max máy Mỹ LLA bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, pin zin 8X anh em nhá. Hình thức đẹp luôn. Hình thức đẹp luôn anh em nhá. Con này hình thức đẹp luôn, để luôn cho mọi người hôm nay với giá là bao nhiêu ạ? 11 triệu bao nhiêu ạ? 11 triệu 5 bao nhiêu? 11 triệu. Ui hình thức đẹp dã man luôn. Hình thức đẹp dã man luôn anh em nhá. 11 triệu 600 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. Hình thức đẹp dã man luôn, 11 triệu 600 nghìn đồng nhá. Cái cam này nó là dính cái giấy này thôi anh em ạ. Mình cam kết cam nét căng cho anh em luôn. iPhone 12 Pro Max hình thức đẹp, 11 triệu 6, pin zin 8X anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max nữa. Con này bản là bản 1 bao nhiêu? Phải xem anh ạ, phải xem không, nó là bản 128 hay là bản 256 anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng, bản này là bản 256GB đấy anh em ạ. Tí thì nhầm anh em nhá. 12 Max bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Viền con này cũng đẹp luôn anh em nhá. Viền con này cũng đẹp luôn anh em ạ. Đây, lưng đẹp, viền đẹp, màn đẹp. Con này thì mình để cho đây có mỗi tí phẩy phẩy một tí chỗ này thôi. Để cho người giá là 12 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. 12 Max 256 12 triệu 2 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, bản này là bản 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình để cho mọi người với giá là 8 triệu bao nhiêu? À con này pin zin 87 luôn, siêu cao luôn anh em nhá. Mình nhớ không nhầm là con này pin zin siêu cao 87 đấy. Mình nhớ bình thường mình nhớ thì nói chung là ít khi sai luôn anh em ạ. Đây, một con iPhone 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin zin màn zin, pin zin theo máy là còn 87% anh em nhá. Pin zin theo máy là còn 87%, con này mình đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 8 triệu 500 nghìn đồng xong luôn anh em nhá. 8 triệu 5 11 Max pin 87. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max màu trắng, máy quốc tế full chức năng, bản là bản 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì em nhá. LLA này, men zin này, màn zin này, pin là pin 8283. Máy màu trắng cực kỳ đẹp luôn, 11 triệu 600 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. Màu trắng cực kỳ đẹp, viền đẹp, lưng đẹp luôn, 11 triệu 600 nghìn đồng cho tất cả mọi người nha. Đấy, 11 triệu 6 này. Con nào phẩy phẩy thì để đây. Con này để cho anh em giá là hơn 10 triệu thôi. iPhone 12 Pro Max bản 128GB, Zenith pin 85 đủ lên anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng. Con này bị sứt một tí lưng này nhá, còn lại là zin full Zenith nhá. Máy quốc tế không lỗi lầm gì anh em nhá. Con này mình để cho mọi người viền đẹp luôn. Viền con này cũng đẹp luôn, mỗi sứt tí lưng thôi. Để cho người giá là 10 triệu 900 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá. 10 triệu 900 nghìn đồng này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro. Bản này là bản 64GB, máy quốc tế full chức năng đấy, pin zin theo máy là còn 91 nhé. Con này pin đang kém quá rồi, còn có 1% pin thôi này. Pin trên máy còn có 1% pin nhé. 11 Pro 64GB, máy GA, máy 64GB em nhá. Pin zin con này là còn 91% anh em nhá. Hình thức đẹp luôn, màn đẹp, mình cam kết cho anh em men zin màn zin, hình thức đẹp tầm 99 chạm keng. Con này thì mình để cho mọi người với giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? Con này mình để cho người giá là 6 triệu 8 đi anh em nhá. Hôm nay để cho người giá 6 triệu 8 đi. Hôm nay giá là cực kỳ là ok, cực kỳ là hợp lý cho tất cả anh em rồi. Đấy, pin zin 91 mà máy đẹp 99 chạm keng luôn. Mình bao men zin màn zin cho tất cả anh em nhá. Thì hôm nay mình có một số kèo lên cho tất cả anh em. Những anh em nào mà đang cần máy nào mà mình vừa giới thiệu qua thì mọi người cứ ebook trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em là 0337 nhá, 606977 nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn mọi người về video ngày hôm sau. Bye bye. Xin chào và hẹn tất cả mọi người nhá.